Miền Bắc tuần qua trời quang mây, ban đêm dưới 22 độ C, vùng núi dưới 19 độ C. Một số điểm như là Sapa, Lào Cai 12 độ, Đồng Văn, Hà Giang gần 13 độ, Xin Hồ, Lai Châu gần 14 độ. Nguyên nhân là miền Bắc nằm sâu trong khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ thổi từ mặt đất lên độ cao 1.500m. Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay và ngày mai không khí lạnh tăng cường nên tuần tới miền Bắc trời quang mây, đêm lạnh, độ ẩm phổ biến là 35-41%. Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội cả tuần tới là khoảng 24 tới 34 độ C, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như là Sapa, Lào Cai. Ban ngày 21 đến 22 độ, ban đêm 12 đến 15 độ C. Miền Trung dưới tác động của không khí lạnh tăng cường cộng thêm ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông nên tuần tới sẽ có mưa rào, rông. Tâm mưa ở Trung Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến là 29 đến 32 độ C. Trong đó hai ngày ngày 7 và ngày 8 tháng 10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa 20 tới 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Các đợt mưa với cường suất lớn trên 100 mm trong 6 giờ có thể gây sạt lở đất, lũ quét. Khu vực Đà Nẵng, Bình Thuận mưa về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to trên 70 mm. Thanh Hóa, phần phía Bắc của tỉnh Nghệ An có mưa vài nơi. Nam Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục 6 tới 8 độ vị Bắc nên tuần tới có mưa rào và rông nhiều ngày, tập trung về chiều tối. Ban ngày, Nam Bộ nắng 32 tới 34 độ, Tây Nguyên 28 tới 31 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tháng 10, nhiệt độ cả nước phổ biến cao hơn 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 11 đến tháng 12, nền nhiệt Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Rét đậm ở miền Bắc, nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống, có thể xuất hiện từ nửa cuối tháng 12. Mùa bão Đại Tây Dương 2024 giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc mà không phải ai cũng muốn tham gia. Nhà nghiên cứu về bão Finclotbeck của Đại học bang Colorado cho biết, về cơ bản, mùa bão 2024 đã phá vỡ mọi quy tắc và sẽ còn nhiều cơn bão lớn trong tháng 10, cũng như đến cuối mùa bão. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NHC, vào ngày 5 tháng 10 cho biết bão nhiệt đới Minton đã hình thành ở vịnh Mexico và dự báo sẽ mạnh lên thành bão lớn hướng về phía Florida của Mỹ với khả năng ảnh hưởng đến bờ biển phía Tây. Minton được dự báo sẽ trải qua giai đoạn tăng cấp nhanh chóng và có nguy cơ đe dọa tính mạng ở một số khu vực bờ biển phía tây Florida vào tuần tới, NHC cho hay. Dự báo Minton sẽ trở thành cơn bão lớn trên vịnh Mexico ở miền Trung và miền Đông. Bão lớn được định nghĩa là bão cấp 3 hoặc lớn hơn với sức gió từ 178 km h trở lên. Mùa bão Đại Tây Dương năm nay đã có một hành trình không thể tin được trong vài tháng qua, mặc dù đã qua đỉnh điểm của mùa bão, nhưng tháng 10 vẫn có thể mang đến những cơn bão lớn. Ngay từ đầu năm, mùa bão 2024 đã được nhiều tổ chức như từ Cục Quản lý Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, Đại học bang Colorado cùng nhiều cơ quan khác dự báo là một mùa bão hoạt động dữ dội trên mức trung bình. Và cũng như dự đoán, mùa bão bắt đầu bận rộn với siêu bão Berin, cơn bão đã tàn phá một số khu vực của Texas với lũ lụt, mất điện và một số trường hợp tử vong. Vào đầu tháng 8, bão Derby không chỉ ảnh hưởng đến tiểu bang Florida khi đổ bộ vào đất liền, mà còn đổ bộ lần thứ hai vào Nam Carolina vài ngày sau đó. Bão Derby gây mưa lớn và thiệt hại nặng. Bão Ernesto là một cơn bão đáng chú ý khác, nhưng sau Ernesto, mùa bão trở nên yên tĩnh trong vài tuần, khiến một số người tự hỏi liệu dự đoán trên mức trung bình của năm nay có đúng hay không. Tất cả những điều đó đã kết thúc khi bão Francine hình thành và đổ bộ vào Louisiana vào ngày 11 tháng 9. Sau đó, điều không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Siêu bão Helen phát triển và có thể sẽ đi vào lịch sử như một trong những cơn bão tàn khốc nhất từng tấn công nước Mỹ. Tác động của siêu bão Helene là thảm khốc khiến ít nhất 227 người thiệt mạng. Music ở Bắc Carolina đã hứng chịu lượng mưa hơn 760 mm từ Helene. Lũ lụt và lở đất đã nhấn chìm các cộng đồng. Đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương thường xảy ra hàng năm vào khoảng ngày 10 tháng 9, nhưng như lịch sử đã chỉ ra, tháng 10 có thể chứng kiến rất nhiều bão lớn. Trên thực tế, xét về mặt khí hậu, có một đỉnh thứ cấp vào giữa tháng 10, đỉnh đó chủ yếu ở biển Caribe và khu vực vịnh Mexico. Một trong những lý do lớn nhất là nhiệt độ nước vẫn rất ấm trong tháng 10 ở khu vực này, giúp thúc đẩy các cơn bão. Điều đó cũng có nghĩa là bão có thể hình thành gần Mỹ vào thời điểm này trong năm. Mùa bão đại Tây Dương chính thức kết thúc vào ngày 30 tháng 11. Bão Cửa thông tiếp tục mang mưa lớn đến miền Bắc Đài Loan Trung Quốc, khiến một cặp vợ chồng bị nước cuốn trôi và thiệt mạng ở thành phố Tân Bắc. Tính đến hôm 5 tháng 10, cơn bão này đã cướp đi sinh mạng của 4 người và làm hơn 700 người bị thương tại hòn đảo này. Theo truyền thông địa phương, do ảnh hưởng của bão Cơ Thông, mưa lớn đã hoành hành ở bờ biển phía bắc của thành phố Tân Bắc vào ngày 4 tháng 10 và gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà do lũ lên quá nhanh. Nhân viên cứu hỏa Tân Bắc đã được huy động để hỗ trợ di rời hàng trăm người bị mắc kẹt. Sáng ngày 5 tháng 10, sở cứu hỏa Tân Bắc đã phát hiện một phụ nữ 51 tuổi và một người đàn ông 65 tuổi sau khi nhận được tin báo mất tích. Hai người được cho là một cặp vợ chồng sống ở gần đó, cả hai đều đã thiệt mạng. Theo thị trường thành phố Tân Bắc khẩu hữu nghi, khu phố Cổ Kim Sơn ở thành phố này đã hứng chịu lượng mưa lên tới 527 mm chỉ trong vòng 12 giờ và 625 mm trong vòng 24 giờ. Đây là thảm họa nghiêm trọng nhất mà khu vực này phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Ngoài ra, mưa lớn còn gây ra lở đất ở nhiều khu vực tại Tân Bắc, gây ngập đường phố và khiến hàng chục học sinh mắc kẹt trong trường học. Tính đến nay, bão thông đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 700 người bị thương tại Đài Loan. Số người chết do cơn bão này gây ra ở Philippines cũng đã tăng lên là 5 người tính đến 8 giờ sáng ngày 4 tháng 10. Ngoài ra, còn có 8 người bị thương và 1 người mất tích. Khi bão thông đầu bộ Đài Loan, Trung Quốc đã có gió giật cấp 14, có nơi gió giật trên cấp 17. Cơn bão này thể hiện sức mạnh mà con người khó lòng chống đỡ. Nhiều nhân viên cùng chặn cánh cửa của một cửa hàng để khỏi bị gió thổi bung, nhưng gió hất tung cả người lẫn cửa. Theo trang AP, các hoạt động ở Đài Loan, Trung Quốc đã bắt đầu trở lại sau bão thông, mặc dù cảnh báo mưa lớn vẫn chưa được gỡ bỏ ở một số khu vực gần biển và vùng núi, nơi đã xảy ra hai vụ sạt lở vào thứ Sáu ngày 4 tháng 10. Bão Kra Thông đã khiến phần lớn Đài Loan gần như là đóng cửa trong 3 ngày, nhưng sau khi đi vào đất liền thì bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khi đổ bộ Đài Loan, bão Kra Thông có sức gió là 126 km h tức là cấp 12, gió giật 162 km h tức là cấp 14, có nơi là hơn 220 km h tức là trên cấp 17. Gió do bão Kra Thông mạnh dữ dội đến mức ở một cửa hàng tiện lợi tại Cao Hồng, nhiều nhân viên cùng giữ cửa để không bị gió thổi bật ra. Nhưng gió đã hất tung cả người vào cửa, gió ua vào cửa hàng, hất văng hàng hóa, đồ đạc. Mưa lớn và ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi, tại huyện Đài Đông đã có lượng mưa là 1.710mm trong 6 ngày. Ở thành phố Cao Hồng, nơi bão cơ thông đổ bộ, có hơn 2.000 cây bị đổ. Chính quyền thành phố đã thông báo đóng cửa các công sở vào ngày thứ Tư liên tiếp, trong khi các đội cứu hộ cố gắng di chuyển cây gãy đổ, dọn dẹp đường phố tìm cách để nước ngập có thể thoát bớt cho xe cộ đi lại. Ông Clark Huang, 49 tuổi, nói những bao cát cũng chẳng ăn thua gì, kiểu gì thì gió cũng đẩy nước vào nhà. Bão Kratong là cơn bão hiếm có khi nó đổ bộ vào phía tây của Đài Loan, thay vì phía đông hướng ra Thái Bình Dương như nhiều cơn bão khác. Ngoài ra, theo Cơ quan Thời tiết Trung ương CVKA được đăng trên AP, Kratong mới là cơn bão thứ hai trong lịch sử hiện đại, tan ngay ở Đài Loan sau bão Chami vào năm 2001. Trưa ngày 3 tháng 10, siêu bão thông đổ bộ vào Đài Loan, mặc dù đã suy yếu nhưng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Cơn bão đã khiến cây cối và cột đèn bị đổ, các mảnh vỡ bị cuốn đi, gây mất điện cho khoảng 178.000 hộ dân và khiến hai người tử vong ở khu vực phía đông Hòn Đảo. Tại thành phố Cao Hùng, cơn bão mang theo mưa lớn đã gây ra lũ lụt khiến nhiều khu vực bị nước ngập tới đầu gối. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy và các thị trường tài chính Đài Loan vẫn phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp. Điểm đáng chú ý là bão thường tấn công bờ biển phía đông của Đài Loan đối diện với Thái Bình Dương, nhưng siêu bão cấp 1 Kraton lại có diễn biến bất thường khi đổ bộ vào bờ biển phía tây hòn đảo này, cho nên truyền thông Đài Loan đã gọi đây là cơn bão kỳ lạ. Dự báo bão Kraton sẽ di chuyển chậm lên đồng bằng phía tây bằng phẳng của Đài Loan và tiếp tục suy yếu vào ngày 4 tháng 10, trở thành áp thấp nhiệt đới khi đến khu vực miền Trung.